Thưa quý khán giả, tối qua Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiên Dũng đã ký ban hành chỉ thị số 19, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo chỉ thị, để tiếp tục chủ động thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn bình thường mới, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch kể từ lúc 0 giờ sáng nay, ngày 9 tháng 10, 2021, đối với khu vực ngoài vùng phong tỏa, cụ thể như sau đề nghị người dân luôn nêu cao ý thức tự giác thực hiện 5K. Người dân tham gia lưu thông trong nội tỉnh khi đã được tiêm vaccine ít nhất một mũi và 14 ngày sau tiêm hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Khuyên cáo người dân chưa được tiêm vaccine chỉ tham gia lưu thông khi thật sự cần thiết như chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, mua hàng hóa thiết yếu, thiên tai hỏa hoạn và các trường hợp đặc biệt khác. Khi tham gia lưu thông, người dân phải sử dụng mã QR trên ứng dụng PC COVID và thể hiện lịch sử tiêm chủng. Trường hợp không có mã QR thì xuất trình giấy xác nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và 14 ngày sau tiêm, hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng khi các cơ quan chức năng yêu cầu. Đối với việc đi lại ngoại tỉnh khi thực sự cần di chuyển thì thực hiện theo đúng quy định và tuân thủ các điều kiện yêu cầu của địa phương nơi đến. Từ 0 giờ sáng mai, Đồng Nai sẽ bãi bỏ các loại giấy đi đường đã quy định trước đây, bãi bỏ việc hạn chế lưu thông từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau về các chốt kiểm soát phòng chống dịch, bãi bỏ các chốt kiểm soát phòng chống dịch, chuyển qua hoạt động các tổ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, chỉ duy trì các chốt kiểm soát giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và các chốt khu vực phong tỏa trong phạm vi hiệp nhất. Về hoạt động của các cơ quan đơn vị, tổ chức và cá nhân, chỉ thị 19 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng có nhiều quy định mới cho phép được tổ chức lại nhiều hoạt động với yêu cầu phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cụ thể, các cơ quan đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội Tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan đơn vị nhà nước của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, tổ chức cho cán bộ công chức viên chức và người lao động làm việc tại công sở với số lượng do thủ trưởng các cơ quan đơn vị quyết định để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc công chức viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh tại công sở. Việc tổ chức hội họp, các sự kiện tập trung dưới 30 người trong một phòng và đảm bảo giãn cách nếu người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc một mũi sau 14 ngày đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Về hoạt động giáo dục đào tạo, tiếp tục tổ chức dạy học gián tiếp trên môi trường Internet qua truyền hình, từng bước củng cố các điều kiện có thể kết hợp dạy học trực tiếp. Hoạt động của các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự, tập trung tối đa 10 người người tham gia phải được tiêm ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và 14 ngày sau tiêm hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng, giữ khoảng cách tối thiểu giữa người với người là 2 mét. Cơ sở điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch được hoạt động tối đa 50% công suất, với điều kiện người sử dụng lao động, người lao động và khách phải được tiêm ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi, hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Các nhà hàng trong các cơ sở lưu trú, cơ sở nghỉ dưỡng, tham quan du lịch không tổ chức buffet cho khách. Đối với đám tang đám cưới tập trung không quá 30 người cùng một thời điểm. Người tham gia phải được tiêm ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi vào 14 ngày sau tiêm hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, từ 0 giờ sáng mai 9 tháng 10, chỉ thị 19 Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho phép được hoạt động. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, sản xuất kinh doanh nông lâm ngư nghiệp, dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y, công trình giao thông, xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện nước, nhiên liệu, phân bón, thuốc thú y, tổ chức tín dụng, ngân hàng bổ trợ doanh nghiệp, người dân, công chứng, luật sư đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, logistics, chứng khoán, bưu chính viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng lễ sản xuất nông nghiệp dịch vụ công ích, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, dịch vụ sửa chữa bảo trì các loại xe, máy móc, thiết bị dân dụng, công nghiệp, dịch vụ quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa, ứng dụng hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của cơ quan, tòa nhà, chung cư, sửa chữa nhà, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng sách, thiết bị văn phòng, đồ dùng dụng cụ họp tập, công nghệ thông tin, thiết bị tin học, cửa hàng điện máy, điện thoại, cửa hàng vật liệu xây dựng, cửa hàng mắt kính, cửa hàng thời trang, may mặc, cửa hàng vàng bạc đá quý và đồ trang sức. Trung tâm thương mại, siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, chợ đầu mối, chợ truyền thống thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quyết định số 2225 của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán hàng mang đi. Cơ sở cắt tóc, gội đầu được hoạt động không quá 10 người cùng một thời điểm. Đối với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất hàng hóa trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp tục thực hiện các hoạt động của đơn vị theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kế hoạch số 11102 và văn bản số 11715. Yêu cầu các cơ sở và người dân tham gia các hoạt động nêu trên phải đảm bảo đủ liều vaccine hoặc tiêm một mũi sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng, tuân thủ 5K, bảo đảm khoảng cách và thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem kênh thông tin YouTube của chúng tôi quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày xin cảm ơn kính chúc quý vị và các bạn mọi điều tốt lành hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau